Em cũng rất là may mắn là có một cô em gái, cô em quý, cô ấy chưa đi học gì cả nhưng mà cô ấy tặng một cái cọc đá, thế và cô ấy đưa cho cái cuốn sách này. Nhưng mà tính em thì hay đọc sách phải đọc. Đấy, em phải đọc ngũ yến một tối là con đọc đến khuya là xong. Thế là sau đó thì em thấy em hiểu qua cái cơ chế. Thế và bắt đầu em làm. Thế thì số em cái tuổi của em nó cũng suýt soát 60 rồi. Cho nên là dạ vâng, em phải hưu lâu rồi ạ. Cho nên là cái giấc ngủ nó cũng không được ngon lắm. Thế thì hôm đấy em làm đúng như em có dặn, có dặn thế nào là em làm như thế. Và có lẽ là lâu lắm rồi, lần đầu tiên em được một cái giấc ngủ nó ngon đến thế. Không tả, diễn tả được cái giấc ngủ lại như vậy. Nó rất là êm dịu và nó rất là sâu, không thức giấc gì cả. Thế mà sáng dậy em dậy thì nó cũng đã lâu lắm rồi, sáng dậy em mới thấy cái đầu em nó được tỉnh táo như vậy. Vâng, có lẽ cơ thể em nó cũng rất là nhạy cảm với cái môn của các thầy. Cho nên là nó liên tiếp các cái là nó phản ứng ngay. Thế và em gọi điện ngay sáng sau, em gọi điện ngay và từ đấy em rất là chăm. Thế và bây giờ thì em đi đâu em cho vào ba lô rồi. Em nói đùa, em bảo chị điện ngay viên đá của em quá. Thế và em rất là chăm. Nói chung là ví dụ như là trước khi mình đi ngủ các bạn ở đây có hỏi em là trưa và lúc nào, em bảo là cứ khoảng độ các bạn bắt đầu chuẩn bị các bạn đi ngủ. Thì cứ động 10 giờ em đi ngủ thì em bắt đầu cho vào đó đi 6-4 phút. Em cái là 4 phút đúng không? 4 phút xong thì có đôi găng tay, em nghiên cứu, em còn bảo cho các thầy nghiên cứu sao nó lại cẩn thận như thế. Thì găng tay rất dày đấy. Thế mà em bắt đầu trường thì sau đó là có hôm em còn xin lỗi cho thầy là rất là buồn cười, em ngủ lúc nào không biết. Thế mới kỳ lạ. Đấy. Thế và có lẽ là em chỉ có một lời khuyên là tất cả những người nào mà em quen biết và em quý mến thì em chỉ khuyên là sớm là phải mua 2 viên đá về. Thế và sẽ có giấc ngủ rất là ngon. Và khi mình ngủ ngon thì hôm sau ngày chắc chắn mình sẽ có một cái ngày làm việc rất là hiệu quả. Rất hiệu quả, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Chắc có lẽ là mình nên nghe vài lời phát biểu của chị Thúy. Tại vì chị Thúy là cái người mà vì lý do gì mà là chị suối cái người bạn chờ mới vậy. Xin mời chị Thúy. Bao nhiêu lời hay ý đây là chị thầy với lại chị Tuyết ở đây nói hết rồi, em cũng không biết là phải nói gì thêm. Thế nhưng mà quả thật là em thì thấy cơ thể của mình đúng là cái hệ tuần hoàn đó, là nó có vấn đề thật. Vì từ trước đến giờ là làm việc căng thẳng và bị đau cổ, đau gáy này, rồi bị tai, ủ tai này, rồi mắt có những lúc mà không mở ra được. Thế bởi vì cứ mở ra là nó rất là nhức, thế là phải nhắm tịt mắt lại và không làm được việc gì cả. Thế nhưng mà đến khi mà được biết là cái bộ môn của thầy là trực tiếp tác động vào cái hệ tuần hoàn ấy, thì em cũng có một cái linh tính là chắc là cái này là nó phù hợp với cơ thể của mình lắm đây. Thế là em cũng về em đọc cuốn sách, đến đây học mà một cái khóa căn bản rồi là về đọc cuốn sách. Thì khi mà đọc cuốn sách của thầy thì em nói thú thực với thầy là em rất là cảm động, bởi vì cái tấm lòng của thầy dành cho tất cả cộng đồng. Trước đấy thì em chỉ nghĩ là để giải quyết cho cái vấn đề của mình thôi, bệnh tật của mình, rồi là cơ thể, những cái suy nhược của mình thôi. Thế nhưng mà khi mà đọc cuốn sách của thầy thì em thấy là cái tấm lòng của thầy đúng là một thầy có một cái trái tim của bác rất là lớn, muốn giúp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo ở Việt Nam và những người nghèo chữa bệnh. Mà em thấy là cái trường gan này nó không chỉ là làm cho mình có giấc ngủ ngon thôi ạ, mà nó còn giải quyết rất là nhiều những bệnh khác. Ví dụ như mấy anh ở chỗ em ấy, là anh ấy bị gút. Thế thì cũng có người nhà ở tận nước ngoài, ở tận Đức, ở Ba Lan gọi điện về nói rằng là tìm cái cặp đá của thầy Dương Văn Châu ấy, nhưng mà nhất định là không tin. Thế nhưng mà đến khi mà em nói là anh thử dùng cái này đi, bởi vì anh bị gút đến cái mức là sưng, xong rồi đi bệnh viện là phải rút dịch ra, mấy xi lanh dịch. Thế mà mỗi một lần đo
cơn gió nó thổi qua thôi là cũng biết được nó căng cứng như thế và anh rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà đến khi mà thấy em nói đến các đá của thầy thì anh bảo à thì chắc cô này cô đi học nước ngoài về cô mà nói là chắc là phải có cái gì đấy à, khoa học thì cô mới dám nói thế. Thế là anh ấy cũng mua một cái cặp đá về và quả thật là anh ấy nói là chưa bao giờ anh ấy lại có một cái cảm giác là trước đây thì đau như thế nhưng mà cái cặp đá đấy trường lạnh và vùng đấy thì nó không sưng nữa. Và khi mà trước đây là anh ấy trường bằng cái đá ăn của mình ấy, cái đá mà nó chảy nước mình làm đá trong tủ lạnh thì nó gây buốt rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà trường cái cặp đá này thì anh bảo là anh thấy rất là êm và không buốt gì cả mà nó lại hết sưng rồi là đi lại bình thường không bị đau đớn gì cả. Đấy là một trường hợp. Thì thứ hai nữa là em thấy là những bệnh nhân bị ung thư á là cũng có khả năng nếu mà trường gan thì nó hỗ trợ rất là tốt trong quá trình điều trị. Đấy, ví dụ như là cô ruột em á là hiện tại là đang bị ung thư buồng trứng, cũng mới phát hiện ra được 2 tháng, tức là 2-3 tháng nay thôi. Thì sau cái đợt trị xạ đấy là về là em cũng giới thiệu cái cặp đá này. Thì từ một cái người mà rất là sốc bởi vì là mới vừa mới nghỉ hưu xong một cái thì đã bị căn bệnh đấy. Thế và rất là lo lắng cho sức khỏe rồi cũng nghĩ là một cái bản án tử hình đến với mình sớm như thế. Thế nhưng mà từ khi mà trường gan thì tinh thần rất là sảng khoái và tức là có một cái ăn uống được này rồi là giữ được cái tinh thần của mình nó lạc quan hơn và có niềm tin vào cuộc sống, nghĩ là mình có thể điều trị theo cái phương pháp này, hỗ trợ theo phương pháp này để mà mình kéo dài cái cuộc sống của mình hơn. Và nó khi mà mình khỏe hơn, mình ăn uống được, mình cười được với mọi người thì là mình cũng thấy cuộc sống của mình là có ý nghĩa hơn chứ không ủ rột như cái lúc mà mình nhận được cái tin báo tử như thế. Dạ vâng, đấy ạ. Thì em cũng chỉ có một chút chia sẻ. Và bây giờ ở đây thì em nhìn thấy cô Huyền ấy ạ, là em ao ước lắm bởi vì em có biết là đến tuổi của cô thì em có được giống được như cô không, cho nên là bây giờ cũng muốn trường gan để được trẻ, được nhanh nhẹn như cô, được minh mẫn như cô ạ. Leo thành dài dài nhé. Dạ vâng. Xin cảm ơn. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.